Tòa án Nhân dân huyện Gia Đờ Rai mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng đầu tháng 2 năm 2022, khi đang ở bến xe Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Chiều đã mua một gói ma túy với giá 200.000 đồng, mục đích sử dụng cá nhân. Sau đó đi xe khách đến huyện Gia Đờ Rai. Khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2022, đối tượng đang ở trong nhà của Lương Thị Thảo, trú tại thôn 7, xã Gia Tơi, huyện Gia Đờ Rai, thì bị tổ công tác kiểm tra hành chính, phát hiện có hành vi nghi sử dụng ma túy. Kết luận giám định, gói chất bột màu trắng đối tượng sử dụng là heroin. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân huyện Gia Đờ Rai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiều 18 tháng tù giam.